đừng vô luôn. Cầm nổ cha. Cầm dưới này nè, nóng cả tức luôn. Kiếm cái mặt ra mà ông lên. Đấy. Kiếm mặt ram lấy cảo cảo. Cái này nó nằm giữa rồi. Chắc không nặng gì mấy đâu. Thử rồi. 2 4 cái cầm gà tức. Giá trên nó đậm mà đóng nhẹ nhẹ tay coi giống cái tình hình coi giống ăn được không được cũng cạo cũng cạo kiếm cái mặt ra đúng rồi chị ơi thấy hình như xuống nè thì cá bự ra đấy cá bự cái đạn này ra chứ đâu nhảy chỗ đó có làm gì đâu mà chạy xuống dưới luôn vậy sao chạy sao chạy chạy nè ông làm như ở cùi trong cùi gờ vậy cùi gờ liền của người ta bài nào có bài á nhớ chiều quá đây cạo móc mẹ đi thôi cái liếm dừa nó có bạc bạc nhỏ móc mẹ đi này đóng vô hiệu quả thì lấy cạo cạo mổ đầu cho cắt mày ấy gớt luôn chụp chẹp gớt con nó la làng gì chết không thấy vậy cảo hai á cảo là cảo không được rồi cả hai chân dễ ra nổi bóp nhỏ đụng cảo đấy khoan cho khoan ốc nó cái đi khi chậu gì đó tôi chậu cái đi để nó lắc mù quá để bị la hoài phải hả ghế rồi nó có sọc không? Tự ăn rồi sọc gì nữa. Mẹ hai bên luôn. Sao con này cũng sao hai một, con này sao hai một không có cho bạn người ta. Hai sọc luôn lên nuôi.
Con Lan vậy nó không bị bị la phá rồi. Ô chi giống vậy. Sao bị cay đó. Ờ, gã ra nó mới vô. Dính vật đạn đóng ra đó, nãy cáo nhảy hiều. Dính mẹ đi. Cái kia nó cáo ở đâu? Cáo. Dạ dính cho ông đóng ra ông Lâm. Đây thì đóng ra rồi đó, sao nó cày được. Nó cáo ra đây. Mình nên gắn cáo không được rồi. Đâu nè. Hết hay dạ? Gì nữa? Đạn này nè. Bỏ vào. Tỏi tao rượu quá tỏi ai? Nè ông đóng về đâu? Tao đóng rồi, tao chấp nhận tao đóng rồi đó. Thưa không? Tao thì cái tao đổ đó tự dụng nó bỏ ra. Nãy tao lén lén tao điện không cho căng à, đụng cái để lại. Lén lén liền thùng nha. Tháo rồi rồi là dụng. Đổ một cô bê đi nha. Để đó mày mốt bắt tao xài lại. Ốc kìa trời lại bán luôn. Lẹn lẹn gì có tao nha. Trái viên lâm vậy đâu. Đụ mất đụi nó đụ quá rồi lại phiên liền. Trời là trời. Cái tiếng mẹ nó gắn vô lại. Tiếng hiền nhát á. Tại lễ đặng hoàng nó rớt ghế vô nó lên. Ừ. Cái anh ơi.
lúc cảo lúc